con trai vô, cũng nhập học trường Văn Lang, học ngành kế toán, thì cái điểm của nó đã đâu đủ mà vô trường nhà nước. Trước hết á, chọn cái trường nào mà có cái ngành chúng ta yêu thích á, để sau đó chúng ta mới nghĩ đến các cái bước tiếp theo. Giả sử bằng 18 điểm thì các bạn phải tham khảo trường nào có cái mức điểm 18, 19 điểm như năm ngoái, và một cái trường nào có điểm thấp hơn đó, thì lúc đó chúng ta yên tâm hơn, nhưng vào đúng cái ngành nghề. Vì vậy các bạn phải làm gì? Tham khảo, tìm hiểu xem cái trường đó năm ngoái như thế nào, chỉ tiêu của ngành đó ra sao đều có hết, để chúng ta biết được các cái thông tin hơn. Với 20 điểm thì cái mức điểm này em có thể an tâm chọn bất cứ cái ngành nào. Đối với 12 ngành mà có khối A thì tôi nghĩ nếu bạn nào có mức điểm bằng hoặc lân cận với cái mức điểm trúng tuyển của năm 2015 thì năm 2016 này em sẽ trúng tuyển. Điểm là nhất là khối A hoặc khối D mình bằng điểm sàn. Mà để yên tâm đầu thì tôi khuyên các bạn nên chọn cái ngành kỹ thuật. Ví dụ như bằng lăng hiện nay số lượng hồ sơ bằng lăng cũng khá nhiều, nhưng riêng ngành kỹ thuật thì tôi khẳng định các bạn bằng sàn là các bạn đầu. Ví dụ kỹ sư công nghệ sinh học, kỹ sư kỹ thuật môi trường, kỹ sư xây dựng, học ra nói thật, ví dụ xây dựng học đến năm thứ tư là có người có việc làm rồi đó, mà các bạn là con trò, mà trong khi điểm đầu vào lại thấp nữa, việc làm lại cao, lương cũng cao nữa, thì chọn đúng là ngành nghề mình yêu thích. Nhưng mà nếu các bạn làm thì nên chọn các cái ngành đừng có theo xu hướng thời đại, mà cái ngành mình yêu hơn, yêu thích hơn, để chúng ta chọn đúng cái ngành nghề và nó phù hợp với cái nhu cầu sau này.